người dân không được bán hàng rong trong khuôn viên khu di tích, yêu cầu người dân tuyệt đối chấp hành. Cá nhân nào có vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm. Xin chân thành cảm ơn.
ban quản lý khu di tích ngã ba Đồng Lộc xin thông báo. Trong thời gian qua, một số người dân tự ý vào khu di tích bán hàng rong, hương hoa, đổ lễ, đồ ăn, nước uống, leo bám, trèo kéo du khách, gây nên tình trạng tranh giành, mất an ninh trật tự, tạo nên hình ảnh phản cảm, ảnh hưởng đến nét đẹp văn hóa của khu di tích. Cá nhân nào cũng biết làm sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật hiện hành. Văn hóa, văn minh, cảnh quan môi trường xây sạch đẹp, đảm bảo an ninh, an toàn, không liên kết, ban quản lý vũ khí và để hóa hàng vô hình, thúc đẩy, phục vụ nhu cầu của du khách, đồng thời mong muốn quý du khách giúp đỡ, cùng hợp tác, tuyệt đối không mua các loại đồ ăn thức uống, đặt mặt hàng bán rong không rõ nguồn gốc, không đảm bảo vệ sinh an toàn để tránh hậu quả đáng tiếc xảy ra. Kính mong sự hợp tác, giúp đỡ của người dân và du khách tham quan. Xin chân thành cảm ơn. Ban quản lý khu di tích ngã ba Đồng Lộc xin thông báo. Trong thời gian qua, một số người dân tự ý vào khu di tích bán hàng rong, hương hoa, đồ lễ, đồ ăn, nước uống, leo bám, trèo kéo du khách, gây nên tình trạng tranh giành, mất an ninh trật tự. Khu di tích đã bố trí các điểm bán hàng cố định tin cậy phục vụ nhu cầu của du khách, đồng thời mong muốn quý du khách giúp đỡ, cùng hợp tác, tuyệt đối không mua các loại đồ ăn thức uống, đặt mặt hàng bán rong không rõ nguồn gốc, không đảm bảo vệ sinh an toàn để tránh hậu quả đáng tiếc xảy ra. Ban quản lý khu di tích ngã ba Đồng Lộc xin thông báo. Trong thời gian qua, một số người dân tự ý vào khu di tích bán hàng rong, hương hoa, đồ lễ, đồ ăn, nước uống, đeo bám,